Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Riêng khu vực Hà Nội, ngày hôm nay trời rất hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ. Cảnh báo rất hại băng giá và mưa tuyết. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rất hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ. Vùng núi từ 2 đến 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ. Riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại là cấp 1.